Xin chào các em. Trong các tiết học trước, chúng ta đã làm xong các cái kiến thức về ma trận. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một cái bài mới, đó là hệ phương trình tuyến tính. Xin mời các em theo dõi. Định nghĩa: hệ M phương trình tuyến tính N ẩn có dạng. Đây là phương trình thứ nhất của hệ này. Đây là phương trình thứ hai, vân vân, và đây là phương trình thứ M. Thế các em thấy là cái hệ này có tương đối quen thuộc không? Thì hệ phương trình tuyến tính này nó khá quen thuộc với các em. Thời lớp 10 chúng ta có học giải và biện luận một cái hệ phương trình tuyến tính bậc nhất đó. Hai phương trình hai ẩn bằng phương pháp Riemann. Rồi bình thường trong quá trình học phổ thông á, thì thỉnh thoảng các em cũng gặp phải một cái hệ gồm có hai phương trình hai ẩn, ba phương trình ba ẩn không có tham số, và các em sử dụng máy tính cá nhân, các em bấm để có đáp số. Thì trong chương trình, trong buổi học hôm nay thì mình đã tổng quát hóa nó lên. Cái hệ của mình nó không phải là hai phương trình hay là ba phương trình, không phải là hai ẩn ba ẩn, cũng không nhất thiết là số phương trình bằng số ẩn. Mình tổng quát hóa lên, em thấy là trên bảng mình có n ẩn, mình có m phương trình. Đây là một cái hệ phương trình tuyến tính. Đặt nó là một cái hệ sao, ta viết tường minh nó ra như thế này. Thế đôi khi để cho gọn, người ta diễn tả cái hệ phương trình tuyến tính này nè qua phương trình dưới cái dạng ma trận. Khi đó thì người ta sẽ đặt A là ma trận này. Cái ma trận A, cái cột đầu tiên của nó đó ở đâu mà có? Cái cột này nè, A11, A21, A31, vân vân, AM1 này đó, nó là hệ số của x1 đó, trong cái hệ phương trình vừa rồi. Rồi A12, A22, A32, AM2, cái cột thứ hai này nó là hệ số của x2 trong hệ phương trình sau mà ta đã cho. Vân vân. Cái cột cuối cùng này chính là cột hệ số của x n. Và vì đây là hệ số của x1, x2, vân vân, xn, cho nên cái ma trận A này nó có cái tên là ma trận các hệ số. Và nếu như mình đặt B là cái ma trận cột, B1, B2, B3, Bm nó là các cái hằng số tự do ở bên tay phải của cái phương trình đó, của hệ phương trình đấy. Tôi viết nó dưới dạng một cái ma trận cột. Và đặt x là cái ma trận x1, x2, x3, xn diễn tả dưới dạng ma trận cột như thế này, thì ta dễ dàng kiểm chứng rằng là cái phương trình, hệ phương trình sau mà cho hồi nãy đó có thể diễn đạt dưới dạng phương trình ma trận là A nhân x bằng B. A là một cái ma trận cấp M nhân N này. X á, là ma trận N dòng một cột. Như vậy thì lấy A mà nhân với x thì ta được một cái ma trận có M dòng và một cột, B cũng có M dòng và một cột. Mình cho nó bằng nhau, cho các cái thành phần tương ứng bằng nhau thì em sẽ được M phương trình. Nó là cái phương trình sau vừa rồi đó. Đặc biệt nếu như B bằng 0, B là ma trận 0, có nghĩa là tất cả cái phần tử B1, B2, B3, Bm đều là số 0. Nói rõ hơn tức là trong cái hệ phương trình tuyến tính mà vế bên phải đều là những số 0 hết á, thì người ta gọi cái hệ phương trình tuyến tính đó nó là một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Có cái tên mới là thuần nhất. Đối với hệ phương trình tuyến tính thì ngoài cái ma trận hệ số A là mình sẽ gặp rất là nhiều, thì ta còn có một cái ma trận mà cũng thường được dùng, đó là cái ma trận sau đây này. Đây là ma trận A, ma trận hệ số vừa rồi đó. Ta mới bổ sung cho nó cái cột B1, B2, B3, Bm, tức là cái cột hằng số tự do bên tay phải đó. Thì khi bổ sung như vậy thì cái ma trận này nè được ký hiệu là A ngang, và ta gọi nó là ma trận hệ số mở rộng. Mở rộng là bởi vì từ A ta bổ sung thêm cái cột phía sau.
Bây giờ ta xét cái điều kiện để một cái hệ phương trình tuyến tính có nghiệm. Đây là ma trận hệ số này. Các em nhìn kỹ vào cái ma trận hệ số A đó, A ngang đó. Phía bên tay trái của nó, ma trận bên trái này nè, chính là ma trận hệ số A. Đúng chưa? Thế vì A ngang là cái mở rộng ra của A, cho nên đương nhiên ta có hạng của A bé hơn hoặc bằng hạng của A ngang. Chuyện đó dễ thấy, dĩ nhiên quá. Cái thứ hai, ma trận A là ma trận bên trái này. Đó là một cái ma trận có M dòng và N cột. Mà nếu nó có M dòng và N cột thì cái định thức con cấp cao nhất của nó không thể vượt quá M, không thể vượt quá N được. Đúng chưa? Ví dụ thế này nè, em có một cái ma trận cấp là 3 nhân 5. Nếu mà cấp 3 nhân 5 thì định thức con cấp cao nhất của ma trận đó không thể là cấp 5, không thể là cấp 4, chỉ có thể là cấp 3 thôi, bởi vì nó có tối đa là 3 dòng mà. Hay là một cái ma trận A cấp là 5 nhân 3 thì định thức con cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 3 thôi. Có nghĩa là cái định thức con cấp cao nhất của ma trận A, mà nếu A là cấp M như N thì định thức con cấp cao nhất phải bé hơn hoặc bằng M, bé hơn hoặc bằng N. Mà nếu như vậy thì suy ra hạng của A cũng phải nhỏ hơn hoặc bằng M, nhỏ hơn hoặc bằng N. Cho nên Tâm có cái ghi chú như thế này đây. Hạng của ma trận A là phải nhỏ bằng N. N ở đây là số ẩn của phương trình. Các em nhớ hai điều này. RA, hạng của ma trận hệ số, thì bao giờ cũng bé bằng hạng của ma trận hệ số mở rộng. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, hạng của ma trận hệ số thì bao giờ cũng phải bé hơn hoặc bằng số ẩn của phương trình. Rồi, bây giờ ta mới xét cái định lý sau đây. Ta có cái định lý là định lý Kronecker-Capelli. Định lý cho mình biết là khi nào thì một cái hệ phương trình tuyến tính nó có nghiệm. Định lý phát biểu như sau. Nếu như RA nhỏ hơn RA ngang, các em nhớ lại trên này nè, RA thì bao giờ cũng bé hơn bằng RA ngang. Như vậy là có hai trường hợp xảy ra. Nếu RA nhỏ hơn RA ngang thì lúc đó định lý kết luận rằng hệ phương trình vô nghiệm. Này là hệ vô nghiệm đó. Trường hợp thứ hai là RA bằng RA ngang thì mình có hai trường hợp mà, nó bé hơn hoặc bằng, xét trường hợp bé hơn rồi. Bây giờ xét trường hợp bằng. Thế nếu RA bằng RA ngang thì đây là nhìn qua cái ghi dấu thứ hai này nè. Ta biết rằng RA thì bao giờ nó cũng bé bằng N, cho nên lúc RA nó bằng RA ngang thì hai cái hạng này nè, nó bằng nhau và nó sẽ nhỏ hơn N hoặc là bằng N. Đúng chưa? Lại có hai trường hợp. Định lý nói rằng nếu RA bằng RA ngang mà nhỏ hơn N, tức là nhỏ số ẩn đó, thì ta kết luận hệ có vô số nghiệm. Nếu RA bằng RA ngang mà đúng bằng N thì lúc đó hệ có nghiệm duy nhất. Đó là nội dung của cái định lý. Ta sẽ sử dụng cái định lý này rất là nhiều trong cái việc giải một cái hệ phương trình tuyến tính, hoặc là tìm cái tham số, tìm cái điều kiện để cho hệ đó có nghiệm hay là vô nghiệm, có nghiệm duy nhất, vân vân. Để các em có thể vận dụng định lý cho nó quen, tôi xét ví dụ thứ nhất. Biện luận theo em số nghiệm của hệ phương trình sau đây. Đây là một cái hệ phương trình. Hệ này có 3 phương trình, 3 ẩn. Thế bây giờ biện luận theo M số nghiệm nghĩa là sao? Nghĩa là mình xem thử rằng là M bao nhiêu thì hệ vô nghiệm, M như thế nào thì hệ có nghiệm duy nhất, M như thế nào thì hệ vô nghiệm, vân vân. Và theo định lý muốn biết chuyện đó thì ta cần phải tìm cái mối quan hệ giữa ba con số này nè. RA, RA ngang và gì? Và N. Có phải là trong cái định lý vừa rồi nó xuất hiện ba con số là RA, RA ngang và N không? N ở đây là gì? N là số ẩn của phương trình. Như vậy N trong trường hợp cụ thể bài này đang là số 3.
Bây giờ ta phải so sánh RA, RA ngang với số 3. Muốn vậy thì ta phải tìm cái hạng của A và hạng của A ngang. Vậy thì ta viết A ngang ra. Bên tay trái là ma trận hệ số A. Bổ sung thêm cột phía sau thì ta thành A ngang. Dòng thứ nhất của A ngang viết như thế này các em nè. Lấy hệ số của x1 là 1 nè, hệ số x2 là 1 nè, ở đây hệ số x3 là 0 bởi vì mình là 0x3. Rồi, cái hằng số đầu tiên, hằng số tự do đầu tiên là 2. Dòng thứ hai thì mình được là 1 nè, hệ số của x2 là 1, hệ số x3 1, hằng số là 1. Dòng thứ ba của A ngang là 0 bởi vì mình có 0x1. 3 là 3x2. M bình phương x3, M bình phương, đây là M. Cuối cùng mình có dòng thứ tư, 2x1, 2x2, M cộng 1x3 và 5. Đấy, đây là A ngang. Và muốn xem là A ngang có hạng là bao nhiêu thì ta nhớ lại cái kiến thức mà ta học trong cái bài hạng của ma trận. Thì muốn tìm hạng của một cái ma trận, ta dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng, đưa cái ma trận này về ma trận bậc thang. Ta tiến hành việc đưa A ngang về bậc thang bằng các phép biến đổi sơ cấp. Dòng thứ nhất của ma trận A ngang là tốt rồi. Muốn đưa bậc thang thì ta phải làm sao mà các cái phần tử ở dưới cái đường chéo chính này nè, nó là số 0. Bởi vì A ngang lúc này nó là một cái ma trận vuông, cho nên cái việc mà đưa A ngang về ma trận bậc thang đồng nghĩa với việc đưa A ngang về ma trận tam giác trên. Ta cần phải làm cho số 1 này thành số 0 và số 2 này thành số 0. Cái việc làm này rất quen thuộc, được lặp đi lặp lại rất là nhiều trong những tiết học trước. Ta giữ nguyên dòng thứ nhất, ta lấy dòng thứ hai, ta trừ đi dòng 1, ta được kết quả như sau. Đây là số 0, đây là số 0. 1 trừ 0, vị trí này là số 1. 1 trừ 2, vị trí này là trừ 1. Dòng 3 tốt bởi vì đây là số 0, cho nên ta để nguyên. Các em cũng dễ thấy rằng là mình cần phải làm bước tiếp theo, đó là mình lấy dòng thứ tư, mình trừ đi 2 lần dòng thứ nhất để cho số 2 này trở thành số 0. Lấy dòng 4 trừ 2 lần dòng 1, ta được kết quả như sau. Đây là 0, đây là 0. M cộng 1 trừ 2 lần 0 vẫn là M cộng 1. Rồi 5 mà trừ đi 2 lần 2 là 5 trừ 4, vị trí này là số 1. Đến đây ta thấy nè, dòng thứ hai với dòng thứ ba nên đổi vị trí cho nhau. Mục đích là để gì? Để cho cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới đó, nó nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng phía trên đó. Đổi chỗ dòng 2 với dòng 3. Đây là ma trận sau khi ta đổi chỗ. Em thấy mình đổi chỗ như vậy là rất tốt. Số 1 này nằm lệch về bên tay phải so với số 3. Bây giờ để đưa về bậc thang thì ta còn phải xử lý phần tử nào? Có phải là ta xử lý cái phần tử M cộng 1 này không? Bằng cách là lấy dòng 4 trừ đi M cộng 1 lần dòng 3. Lấy dòng thứ 4 trừ đi M cộng 1 dòng thứ 3. Ta được kết quả như sau. 0 trừ M cộng 1 lần 0, chỗ này là số 0, ta được số 0. Vị trí này cũng là 0 luôn. Em xem nè, mình lấy 1 dòng 3, mình nhân với M cộng 1 thì ra M cộng 1. Dòng 4 chỗ này cũng M cộng 1, trừ đi chỗ này M cộng 1, chỗ này là số 0. Chính xác rồi ha. Rồi lấy 1 trừ đi M cộng 1 lần dòng này, ta được chỗ này là M cộng 2. Ma trận này đã là ma trận bậc thang, đúng chưa? Đây là ma trận bậc thang. Bây giờ mình cần phải biện luận số nghiệm của nó, tức là mình phải xem thử nè, cái hạng của A ngang nè, so với hạng của A nó như thế nào nè, so với lại cái số ẩn là số 3 nó như thế nào. Thì ta nhìn vào cái ma trận A ngang này, nhìn vào A ngang tức là đồng thời ta thấy luôn cả cái ma trận
ma trận A sau khi biến đổi. Sau khi biến đổi, ma trận này thì không phải là ma trận A ngang, ma trận trước này không phải là ma trận A, nhưng cái hạng của nó là như nhau. Dòng thứ nhất của cái ma trận bên trái với lại cả ma trận lớn khác không? Dòng thứ hai của ma trận lớn và ma trận bên trái khác không? Bởi vì có ít nhất là phần tử 3 khác không? Dòng thứ ba cũng là dòng khác không? Còn dòng thứ tư thì có thể bằng không hoặc khác không, tùy theo m cộng 2 này nó bằng không hay khác không. Vậy thì rõ ràng ta cần phải chia hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là m khác trừ 2, lúc đó thì cái m cộng 2 này khác không. Mà m cộng 2 khác không thì ma trận lớn, bậc thang lớn này hạng là bao nhiêu? Hạng của nó là 4, bởi vì nó có 4 dòng khác không. À, nguyên cái dòng lớn này nó có chứa phần tử khác không, cho nên cái dòng của ma trận lớn thứ tư này khác không, nó có tất cả 4 dòng khác không. Hạng của R A ngang là 4. Trong khi đó hạng của A thì bằng hạng của ma trận bên trái, nó chỉ là 3 thôi, bởi vì cái dòng thứ tư của nó là 3 số 0. Đó, 3 dòng trên khác không. Vậy lúc M khác trừ 2 thì ta có RA nhỏ hơn RA ngang. Mà theo định lý thì khi RA nhỏ hơn RA ngang, ta kết luận hệ phương trình vô nghiệm. Ta bình luận xong trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ta bình luận M bằng trừ 2. Lúc m bằng trừ 2, chỗ này là số 0. Như vậy thì dòng thứ tư của ma trận lớn và ma trận bên trái đều là dòng bằng 0. Lúc đó hạng của A ngang và hạng của A bằng nhau và bằng 3. Ta có RA bằng RA ngang bằng 3. Mà em nhớ 3 này là chính là số ẩn đấy, là N đó. Thì theo định lý khi RA bằng RA ngang mà bằng 3 thì ta kết luận gì về số nghiệm của hệ phương trình tuyến tính? Đã cho ta kết luận rằng hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Như vậy là qua cái bài tập này chúng ta nắm được rõ hơn cái định lý khi nào thì hệ vô nghiệm, khi nào thì hệ có nghiệm duy nhất. Xin mời các em theo dõi tiếp cái ví dụ thứ hai để cho thành thạo hơn trong cái việc vận dụng định lý trong việc giải bài tập. Ví dụ thứ hai yêu cầu như sau: tìm m để hệ phương trình thuần nhất sau đây có nghiệm không tầm thường. Hệ này là một cái hệ thuần nhất là bởi vì các em xem nè, cái cột hệ hằng số tự do bên đây nè đều là số 0. Đó, cái hệ phương trình tuyến tính mà thỏa điều kiện như vậy nè, vừa rồi ta định nghĩa đây là hệ phương trình thuần nhất. Ở đây có cái khái niệm là nghiệm không tầm thường. Trong một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất á, nếu như em cho tất cả các xi đều bằng 0 thì hệ phương trình được thỏa mãn. Có phải như vậy không? Nếu em cho x1 bằng 0, x2 bằng 0 và x3 bằng 0 thì ta có bên đây bằng 0, bên đây bằng 0, hai cái bằng nhau. Tương tự cho phương trình thứ hai và phương trình thứ ba của hệ. Như vậy thì đối với hệ phương trình tuyến tính thuần nhất người ta cho này nè, thì ta có một cái nghiệm mà ta gọi là nghiệm tầm thường. Nghiệm tầm thường tức là tất cả xi đều bằng 0 đó. Trong trường hợp này, nghiệm tầm thường là x1 bằng 0, x2 bằng 0, x3 cũng bằng 0. Đề yêu cầu mình á là tìm m để hệ này nè có nghiệm không tầm thường, tức là ngoài cái nghiệm tầm thường này ra là đương nhiên hệ phương trình tuyến tính thuần nhất nào cũng có, thì cần thêm là nó phải có một cái nghiệm không tầm thường nữa. Nhưng các em nhớ lại trong định lý của mình á, thì cái hệ phương trình tuyến tính nó chỉ có 3 trường hợp xảy ra thôi. Thứ nhất, hệ vô nghiệm. Thứ hai, hệ có vô số nghiệm. Thứ ba, hệ có nghiệm duy nhất. Như vậy thì nếu mình đòi hỏi thêm là cái hệ này phải có một cái nghiệm không tầm thường, như vậy thì ít ra hệ này phải có 2 nghiệm, bởi vì nó đã có sẵn nghiệm tầm thường rồi. Mà khi hệ phương trình tuyến tính mà có 2 nghiệm thì đồng nghĩa với hệ phương trình tuyến tính này có vô số nghiệm, bởi vì chỉ có 3 trường hợp thôi: vô nghiệm, vô số nghiệm và nghiệm duy nhất.
Cho nên khi mà không phải nghiệm duy nhất thì đương nhiên là vô số nghiệm. Như vậy thì yêu cầu bài toán là hệ này phải có vô số nghiệm. Và ta nhớ lại cái định lý rằng là muốn hệ phương trình tuyến tính có vô số nghiệm thì ta cần cái gì? Ta cần là RA phải bằng RA ngang và nhỏ hơn N, nhỏ hơn số ẩn. Cụ thể trong bài này là mình cần hạn của ma trận hệ số A lớn nó phải bằng hạn của ma trận hệ số mở rộng A ngang và nó phải bé hơn N là 3, bởi vì ở đây mình có 3 ẩn. Đây. Nhưng mà em biết rằng là R hệ phương trình tuyến tính thứ nhất thì RA bao giờ nó cũng bằng RA ngang, bởi vì khi mình bổ sung thêm cái cột phía sau toàn bằng không không thì cái hạn nó không thay đổi gì hết. Như vậy là mình có RA bằng RA ngang rồi. Vậy thì bây giờ mình cần á, là cần thêm cái chỗ này nè. Hai cái số này bằng nhau và nó nhỏ hơn số 3. Nhưng mà mình cần RA nhỏ hơn 3 thì sao nè? Em thấy rằng là A lớn là ma trận hệ số của hệ phương trình này thì nó là một cái ma trận vuông cấp 3. Một cái ma trận vuông cấp 3 mà bây giờ mình yêu cầu hạn của nó phải nhỏ hơn 3 thì điều đó đồng nghĩa với gì nè? Đồng nghĩa với định thức của nó bằng không. Bởi vì định thức của A mà khác không thì lúc đó mình kết luận là hạn của A bằng 3. Bởi vì hạn của A lúc đó là bằng hạn bằng cái cấp cao nhất của định thức con khác không. Vậy em hiểu rồi ha. Yêu cầu bài toán tương đương với lại là định thức của A bằng không. Vậy đến đây thì dễ rồi. Ta tính định thức của A theo tham số M. Ta cho định thức đó bằng không. Ta giải tìm M. Tức là ta làm được cái yêu cầu của bài toán. Định thức của A. Đây. Định thức của A. Ta ghi lại các cái hệ số. Và định thức này là định thức cấp 3 thì nó có nhiều cách để tính. Trong cái bài định thức, ta biết rằng là mình có thể tính nó bằng cách là mình khai triển theo một cái dòng, một cái cột nào đó. Ví dụ định thức này thì em khai triển theo cột thứ hai là cũng tốt, bởi vì nó có chưa đến hai số 0. Hoặc là em có thể dùng Sarius em tính, em bổ sung thêm hai cột phía sau, em nhân xuống, em trừ ngược lên. Hoặc là em có thể xài tính chất gì đó đưa về ma trận, định thức của ma trận tam giác, định thức của ma trận chéo, vân vân. Thì ở đây để đỡ mất thời gian, tôi đã tính sẵn luôn cái D này, nó là M nhân M trừ 4. Vậy thì bây giờ mình chỉ còn làm một công việc hết sức đơn giản, đó là mình ghi rằng là yêu cầu bài toán tương đương với định thức nó phải bằng 0. Có nghĩa là mình cần cái M nhân M trừ 4 này bằng 0. Nghĩa là mình cần M bằng 0 hay M bằng 4. Bài toán được giải quyết xong. Vừa rồi là mình tìm hiểu cái định nghĩa hệ phương trình tuyến tính, tức là hệ phương trình tuyến tính là một cái hệ như thế nào. Sau đó mình mới nói thêm một tí xíu là hệ phương trình tuyến tính mà thuần nhất thì nó ra sao. Và tiếp theo là mình tìm được, biết được cái điều kiện khi nào thì hệ có nghiệm, khi nào thì hệ vô nghiệm, khi nào thì có nghiệm duy nhất, khi nào là vô số nghiệm. Nhưng đó là chỉ mới biết cái lượng nghiệm của nó thôi. Nó là có một nghiệm hay là vô số nghiệm hay là vô nghiệm. Nhưng bây giờ mình cần giải cụ thể một cái hệ phương trình tuyến tính ra được nghiệm là bao nhiêu, chứ không phải chỉ biết cái số nghiệm của nó. Thì ta có các cái phương pháp giải sau đây. Thứ nhất là thuật toán Riemann. Cái từ này các em thấy quen phải không nào? Bởi vì ngay từ cái phút đầu tiên của buổi học đó, thì tôi có nói là trong chương trình lớp 10 thì chúng ta có dùng cái thuật toán Riemann để giải một và biện luận một cái hệ phương trình tuyến tính hai phương trình hai ẩn. Và cái cách giải đó nó cũng giống như là mình sẽ học trong cái thuật toán Riemann này, có điều là chúng ta tổng quát hóa nó lên. Thời phổ thông thì ta chỉ biện luận với hai phương trình và hai ẩn, thì ở đây
ta biện luận nó nhiều phương trình và nhiều ẩn hơn. Nhưng mà muốn làm thuật toán này thì phải có điều kiện. Thời phổ thông thì hai phương trình hai ẩn, số phương trình với số ẩn bằng nhau bằng 2. Thuật toán Raman nó có cái điều kiện để dùng, đó là số phương trình phải bằng số ẩn. Nghĩa là nếu như mà số phương trình với số ẩn khác nhau thì ta không dùng thuật toán này được, ta phải dùng một thuật toán khác. Và sau khi thỏa được cái điều kiện này rồi thì ta làm sao? Ta làm giống như thời lớp 10, tức là đầu tiên ta làm thế này nè. Ta đi tính cái định thức của ma trận hệ số, xem nó bằng bao nhiêu. Tiếp theo, ta tính DI. DI là định thức của ma trận AI. Thì A thì rõ rồi, A là cái ma trận hệ số, tức là từ cái hệ phương trình tuyến tính ban đầu thì đương nhiên mình sẽ viết ra được cái ma trận hệ số này. Còn AI ở đây là ma trận nào thì phải giải thích ra. AI á, là cái ma trận có được bằng cách thay cột Y của A bằng cột hệ số tự do, cái B1, B2 phía sau đó. Ta tính D ra, tính DI ra. Và định lý nói rằng là nếu như tính D ra mà D khác không, định thức của ma trận hệ số mà khác không, thì ta kết luận hệ có nghiệm duy nhất. Và lúc đó cái nghiệm nó bằng như thế này nè. XI thì bằng DI chia D. Tức là muốn tính X1 thì em lấy D1 em chia cho D. Lấy X2 thì bằng D2 trên D. Ví dụ XN thì lấy DN chia D. Trường hợp thứ hai là nếu mà D bằng 0 thì sao? Thì lúc đó mình mới xét các cái DI. Nếu D bằng 0 mà tồn tại một cái DI nào đó khác không, thì định lý nói rằng là lúc này hệ phương trình vô nghiệm. Trường hợp thứ ba, nếu D bằng 0 mà tất cả mọi DI khác nó cũng bằng 0 luôn, thì ta kết luận gì về số nghiệm của cái hệ phương trình tuyến tính? Thì người ta nói như thế này, lúc đó hệ phương trình của mình á, hoặc là vô nghiệm hoặc là vô số nghiệm. Như vậy thì mình thấy khi kết luận rằng là trong trường hợp này hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm thì nó không được thật là rõ lắm. Tức là mình không biết chắc chắn rằng là nó đang vô nghiệm hay đang vô số nghiệm. Và đây cũng là một cái nhược điểm của cái thuật toán Raman. Tuy nhiên cái thuật toán Raman này nó cũng có một số ưu điểm so với một số thuật toán khác. Ví dụ thế này, em nhìn trên đây này, D khác không thì hệ có nghiệm duy nhất. Vậy thì nếu có một bài toán nào đó yêu cầu mình tìm M để hệ có nghiệm duy nhất, thì mình chỉ việc là cho D khác không, tính định thức ma trận hệ số cho khác không, thì tìm được cái M thỏa yêu cầu bài toán. Bởi vì nó chỉ có một điều kiện thôi. Hay là ví dụ như là người ta không yêu cầu mình giải nguyên cái hệ đó, biết được x1 là nhiêu, x2 là nhiêu, x3 là nhiêu, xn là bao nhiêu, mà họ chỉ hỏi một cái xy cụ thể thôi. Ví dụ như là một cái đề trắc nghiệm mà hỏi rằng là cho biết x3 có giá trị là bao nhiêu trong một cái hệ phương trình tuyến tính, ví dụ như 5 phương trình, 5 ẩn gì đó, x3 là bao nhiêu, thì rõ ràng lúc này mình chỉ việc tính D và tính D3 ra, thì mình lấy D3 mình chia cho D, nếu D khác không thì mình kết luận được x3 liền, rất nhanh chóng. Để vận dụng cho nó quen cái thuật toán Raman, chúng ta hãy làm ví dụ thứ nhất. Giải hệ phương trình sau đây. Hệ này là một cái hệ gồm có 3 phương trình, 3 ẩn. Như vậy là nó thỏa được cái điều kiện để mình dùng thuật toán Raman, số phương trình bằng số ẩn. Thế theo thuật toán mình làm gì trước? Đầu tiên mình tính D là định thức của ma trận hệ số. Một, hai, trừ một, dòng thứ nhất của A lớn. Hai, một, một, dòng thứ hai. Trừ một, không, một là dòng thứ ba. Không ở đây là bởi vì nó là không x2.
ta tính d ra, d bằng trừ 6. Tính cái này như hồi nãy nói là em có thể tính kiểu nào cũng được, hay chuyển theo dòng, hay chuyển theo cột, hay là dùng serious vân vân. Ở đây tính sẵn cho các em để đỡ mất thời gian, d bằng trừ 6. D bằng trừ 6 khác không? Như vậy ta biết hệ này sẽ có nghiệm duy nhất. Ta tính cách DI ra, có D1, D2, D3. Đây là D. Thế theo thuật toán thì D1 được tính như thế nào từ D? Trong thuật toán nói là DI đó, là mình thay cái cột thứ Y trong D bằng cái cột hệ số phía sau, cái hằng số phía sau B1, B2, B3, Bm đấy. Như vậy thì D1 là mình sẽ thay cái cột thứ nhất bằng cái cột hệ số phía sau. Thay cột này. Rồi, đây là D1. Tôi tính sẵn luôn. Bằng trừ 6. Để tính đơn giản ha, chắc là em ai cũng tính được. Ta tính D2. D2 là cái định thức được suy ra từ D bằng cách thay cái cột thứ hai bằng cột hệ số phía sau. Đây, tôi thay nè. Hồi nãy là mình thay vào cột thứ nhất, bây giờ mình thay vào cột thứ hai. Tính luôn bằng 0. Cái chỗ này, định thức này nhìn bằng 0 thì thấy nó cũng dễ đúng không em ha? À, dòng thứ nhất với dòng thứ ba tỷ lệ với nhau. Dòng này bằng k lần dòng này với k bằng trừ 1. D3 là mình thay cái cột thứ ba trong D bằng cột hằng số phía sau. À, ta vừa thay xong đấy. Và tính toán ra nó là trừ 12. Và ta nhớ lại là hồi nãy mình đã tính được định thức của ma trận hệ số D là trừ 6. Vậy thì bây giờ D bằng trừ 6 khác không? Kết luận hệ có nghiệm duy nhất. Và nghiệm là X1 thì bằng, theo định lý thì X1 bằng, ta lấy D1, ta chia cho D, trừ 6 chia cho trừ 6 là 1. X2 thì mình lấy D2 là 0, mình chia cho D, 0 chia trừ 6, nó là 0. X3 thì lấy D3 chia D, chỗ này là trừ 12 chia trừ 6 là 2. Ta vừa giải xong cái hệ phương trình tuyến tính này bằng thuật toán Riemann. Và trong quá trình giải thì hệ này là cái hệ có nghiệm duy nhất. Ta thử xem một cái ví dụ có tham số. Yêu cầu bài toán là tìm M để hệ phương trình này có nghiệm duy nhất. Hồi nãy có phân tích cái ưu và nhược điểm của thuật toán Riemann. Thì em thấy nè, hệ này nó có 3 phương trình 3 ẩn, vậy là dùng thuật toán Riemann được rồi. Và yêu cầu là hệ có nghiệm duy nhất, thì theo thuật toán là muốn hệ có nghiệm duy nhất thì định thức của ma trận hệ số phải khác không? Như vậy rất đơn giản, ta đi viết cái định thức đó ra, tính nó cho khác không, giải tìm M. D là định thức của ma trận hệ số, ta viết nó ra, kiểm tra 1m-1 dòng thứ nhất, 2-1-1 là dòng thứ hai, m0x2 đây là số 0, m0x2. Tính định thức này, định thức cấp 3 tính rất dễ, ta tính ra được là m bình phương trừ 3m cộng 2. Các em có thể về kiểm tra thử. Thế thì yêu cầu bài toán là sao? Muốn hệ có nghiệm duy nhất thì ta cần D khác 0. Mà muốn như vậy thì M bình phương trừ 3M cộng 2 khác 0. Như vậy giải ra M phải khác 1 và M cũng phải khác số 2. Ta vừa dùng thuật toán Riemann để làm hai ví dụ. Một cái ví dụ là không có tham số, chỉ giải bình thường. Và một cái ví dụ là có tham số.
có tham số mà cái yêu cầu của nó rất là phù hợp với cái ưu điểm của thuật toán Raman, đó là tìm m để hệ có nghiệm duy nhất. Ta chỉ việc tính định thức ma trận hệ số cho các không giải tìm m. Ngoài thuật toán Raman, ta còn thêm một thuật toán nữa là thuật toán Gauss. Thuật toán này nói như sau: để giải một cái hệ phương trình tuyến tính á, thì ta làm như thế này. Ta viết cái ma trận hệ số mở rộng ra. Đây là ma trận hệ số. Ta bổ sung vào nó cái cột hệ số tự do bên tay phải của cái hệ phương trình á. Bằng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, ta hãy đưa cái ma trận A ngang này về một cái ma trận bậc thang C. Thì dựa vào C đó đó, ta sẽ viết ra được một cái hệ phương trình tuyến tính nó tương đương với hệ ban đầu. Mà cái việc giải cái hệ phương trình tuyến tính sau đó nó đơn giản hơn hệ ban đầu, thì ta dựa vào C, ta giải và ta tìm nghiệm, ta suy ra cái nghiệm của cái hệ ban đầu. Đó là nội dung của thuật toán Gauss. Tôi cho một cái ví dụ để các em theo dõi nè. Giải hệ phương trình này. Em thấy hệ phương trình này nó có bao nhiêu phương trình? Có 3 phương trình. Có bao nhiêu ẩn? Có 4 ẩn. 3 phương trình mà 4 ẩn, như vậy là thuật toán Raman là không được rồi, không dùng được rồi. Bởi vì thuật toán Raman là chỉ dùng khi mà số phương trình bằng số ẩn. Vậy thì ở đây ta phải dùng cái thuật toán Gauss. Thuật toán nói rằng là ta viết cái ma trận hệ số mở rộng ra. Đây, bên đây là cái ma trận hệ số. Bên tay phải là bổ sung thêm cái cột hệ số tự do. Bên tay phải đó, 2, 5, trừ 10. Thì cái ma trận này tên đó là A ngang, tức là ma trận hệ số mở rộng. Và ta cần dùng các cái phép biến đổi sơ cấp. Nhắc lại là phép biến đổi sơ cấp đó là cái phép đổi chỗ hai dòng cho nhau, nhân với một dòng một số khác không, hoặc là cộng vào một dòng k lần một dòng khác. Thì dùng các phép biến đổi sơ cấp đó, em hãy đưa cái A ngang này nè về một cái ma trận bậc thang C. Đây là ma trận A ngang. Cái việc đưa về ma trận bậc thang là chúng ta đã làm tương đối thành thạo, bởi vì các tiết học trước là làm rất là nhiều. Muốn đưa bậc thang thì có phải là mình sẽ làm cho các cái phần tử A21, A31 này bằng 0 không nè? Tại vì các cái phần tử khác không đầu tiên bên trái của các dòng thì không thể nằm trên cùng một cột như vậy. Phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng dưới nó phải nằm lệch về bên tay phải so với phần tử khác không đầu tiên bên trái của dòng phía trên nó. Như vậy ta tiến hành làm như sau. Giữ nguyên dòng thứ nhất, lấy dòng 2 trừ dòng 1, mục đích là để số 2 này trở thành số 0. Lấy dòng 2 trừ dòng 1, ta được chỗ này là số 0, chỗ này là số 0, đây là số 1, đây là trừ 1. Tính toán thôi các em. Và để số 2 thành số 0 thì ta lấy dòng 3 trừ dòng 1, kết quả như thế này. Bậc thang chưa? Đây là bậc thang rồi. Thế đây là bậc thang C đây nè. Thì từ cái bậc thang C này mình viết lại một cái hệ phương trình tuyến tính tương đương với hệ đầu. 2 này là 2x1, 3x2 trừ x3 cộng x4 bằng 2. Đây. 1 này là hệ số x3, vậy là 1x3 trừ x4 bằng 3. Dưới này là 3, 3x4 bằng trừ 12. Đúng chưa? Giải cái này ra. Ta được nè. x4 bằng trừ 4 chia xuống. x3 chuyển vé bằng 3 cộng x4. Trên này x1 chuyển vé chia xuống. Ta được như thế này đây. Tôi viết lại. Ta mới thế x4 bằng trừ 4 lên phía trên. Thì ta sẽ được cái gì này? x4 bằng trừ 4. Thế trừ 4 vào đây thì x3 là trừ 1. Rồi. Mình có x4 rồi, có x3 rồi. Nhưng x2 mình chưa có. Thì mình đặt x2 là một cái tham số t. Và lúc đó mình tính x1 theo t. Dễ dàng thấy được là x1 bằng 5 trừ 3t chia 2. Ở đây t thuộc r. Như vậy là ta vừa giải xong để cụ thể tìm được các cái xi
của cái hệ phương trình này. Các em thấy cho một cái hệ phương trình tuyến tính thì đôi lúc Riemann xài không được, bởi vì là cái số phương trình nó khác số ẩn. Khi mà như vậy thì ta dùng thuật toán Gauss. Và vừa rồi là tôi mới cho một cái ví dụ không chứa tham số. Và trong tiết học sau thì chúng ta sẽ làm việc với thuật toán Gauss, mà làm với những bài toán có chứa tham số nó khó hơn, và ta có điều kiện để so sánh cái ưu nhược điểm của hai cái thuật toán Riemann và Gauss. Thân ái chào các em.